Anh kia chị ơi, đó chị Hồng Loan có pha này kìa. Đó. Vậy là cô Tám đã từng mua rong biển của chị Hồng Loan ha. Dạ. Hoành tráng cho cậu luôn rồi nha. Cắt rồi. 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 Anh chưa có ai biết em đang livestream mà bây giờ em muốn chỉnh màn hình lớn thì như nào không? À, bây giờ anh xuống like lên like lại đi, anh chỉnh lại mới được. À vậy hả? Cái tô nó bây giờ nó đang đứng đúng không? Đúng rồi. Anh phải xuống like lên lại đúng không? Hả? Đó, đang đứng rồi. Để cả nhà đợi con xuống nha Hạ. Hạ mới. À đúng rồi, ok ok. Vậy để con xuống like đi, con like lại. Đúng rồi, mình xuống mình lên lại. Tôi trên điện thoại không à, bữa nay là biết này là cái thứ năm đó. Quá trời, thằng cậu hồi sáng giờ người ta đợi chị quá chừng luôn á, lâu quá người ta về bớt rồi chị lo. Chị ơi, chị làm với tôi chị. Ừ được, không à. Mình muốn lấy tô nhà luôn á. Dư hồi nãy Ngọc mua tới 10 cái mà. Dư hả chị? Quá trời, bữa nay chị lon lên mang rất là nhiều mấy cái ăn chay lên chúng tôi cứ nhìn theo cái cũng được. Này mình có ấy dài vậy không? Có khán giả cao cao. Chỉ là gì cái đó hủ tiếu quá. Hủ tiếu xào cái đó hủ tiếu xào hả chị? Miếng hả? Miếng xào. Có xào nó miếng quay vậy con. Đâu mở cái đây em con. Sao mình bằng ngang rồi mà sao nó không cho? Khán giả thì ở ngoài kia gấp nào mà chị không có thể hỗ trợ. Khán giả đang đợi cô Loan ra để chụp hình với cô Loan nha mọi người. Cô Loan đang chuẩn bị mâm trong này. À, ngoài kia thì khán giả đúng rồi. Chào mừng cô nè. Có tuyệt vời luôn. Cô ra. Cô Loan đang có cái chua ra câu đợi tí xíu nữa nha chị, tại vì chị đang cổ đang chuẩn bị mâm trong đồ ra cúng á. Mỗi một cho một món vậy là hai thứ, hai tô này thôi đúng không? Dạ. Mì xào hay gì, canh chua hay tô, nó cũng ngon lại, vô cũng hay tô, chứ cái gì xào, cái đó là nó phải đúng không? Có đồ con rồi. À, đó Hồng Loan là bằng tuổi con gái thôi nè, gái tôi tiệm ghẹ Cà Ngo ở bên quận 8 nè. Nãy giờ cô khóc cũng à, với cô Loan cũng nhiều á, nhắc về cô Loan cô khóc nãy giờ hơi nhiều. Coi YouTube Loan là tôi khóc chèn miên luôn, thấy thương á. Thấy tội nghiệp bằng tuổi con mình mà con là con tôi về được mẹ nuôi, mẹ lo đầy đủ nhỏ tới lớn, còn Hồng Loan thiếu mẹ nhỏ tới lớn rồi. Tôi thấy tôi cầm lên YouTube của Hồng Loan là tôi khóc à. Không cầm được nước mắt. Thấy thương, thấy tội. Đúng rồi. Từ hồi xưa tới bây giờ. Buồn. Cam giờ là xưa tới giờ. 15 là nhỏ đẹp lắm chứ bộ. 15 luôn. Thấy rồi, tôi đóng tuần. Cái này mình tháo ra luôn ha. Chồng 16, vợ 16 chồng lên 3 không? Đóng với Linh Tý đó. Thành nhỏ dễ thương dữ lắm luôn á. Đẹp. Lấy. Em gì đâu ta đem lấy cho chị xem luôn. Qua lấy giùm anh vào cái giùm. Giống luôn, khác vậy. Đếm đủ 15 chén rồi mình lấy. Năm rưỡi. Chị qua đây rồi.
4 đó. Mấy con? 13 hả? 11 đó, quên nó 13. 2, 4, 8, 10, 12 chén nữa. Chén chơi gì chị Sang? 3 chén nữa hả? 3 chén nữa. Chén ơi, gì? Chén đủ cho. Đủ rồi. 3 chén nữa vô luôn. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi, chén nhiều lắm rồi. Nắng quá buồn ơi. Bánh mì hãy lấy hai dĩa để bánh mì. Dạ rồi. Này mời mình chia cho hai chén nữa đó luôn. Cái ừ cái này nhỏ nhỏ này cái mắm à. Cho chị thêm cái đào. Nay chị Thanh Loan không có lời. Hôm qua đó chắc không đâu được. Chai đúng không chị cơ? À, à, cơm chai à, rất là ngon luôn. À, chị rất là hiểu ý ba của mình không nói gì món gì ha. Thì hôm nay chị dẫn cái tô cái cơm chai rất là ngon rồi với chị kiến chị. Chị Long đang chuẩn bị chương trình quay phim Tết hả chị Long? Để bên phải á, chứ nó để lộn cho nó luôn này. Ờ, mình nó để lộn luôn đó. Để hết lại. Bữa nè. Dạ chị, mình cho má đó luôn đúng rồi. Rồi, mình vô mát hết rồi. Cái nào là chín giữa rồi? Dạ. Chị trái cây chín giữa quá chị. Ừ. Chị đẩy cái tô này ra ngoài. Xong rồi để cái kế bên nha. Ba ly nước anh đang nằm vậy đúng rồi đó. Em sửa ba ly nước nằm ngang. Trời ơi nhìn tôi ghiền không? Quá trời ghiền. Có bánh mì. Để bánh mì bỏ lên đây luôn nha. Dạ dạ dạ, có. Con cho chị đi ngang cái này. Chị em không đi ngang cái này. Chị chị chị. Mẹ con cắm này với cái này tụi mày nào cái này. Hôm qua chị đến mua đồ ăn bằng không. Dạ hôm qua chị có nói qua chị nói được qua chị nhỏ này. Để buôn đây con làm gì cho ngoại để buôn. Tao mẫu hả? Nga giấy giấy ra kìa Hồng Long. Chị để ngay đó đó. Đó, quá trời giỏi luôn. Buôn ơi buôn. Rồi, để giữ giùm đó nha. Rồi. Nướng cái giò. Cái cuốn này nó ra cái sức khô tặng mình để cuốn rồi. Thank you.
chết tên cũng tới à. Bỏ đó em. Con vàng của ông ngoại đó, cái vàng FPC của ông ngoại đó, hộp kim cương mà, thấy bé kim cương hộp xoàn của ông ngoại đó. Buôn nãy giờ chưa thấy bé buôn nhảy nha, nhảy rồi. Ờ, có bắt đi định cầm nhau mua. Vừa nói ra nhảy liền ha. Kinh trời. Nhảy vô.
xíu. Bun, nhảy ra tìm cái bun. Nhảy ra khó khó coi. Nhảy ra khó coi. Bun nhảy khó không nhảy ra mày. Qua đây nè, qua đây nhảy cho ngoại coi. Nhảy đẹp nha. Nhảy đẹp lắm. Rồi, rồi, cảm ơn chị Bích nha. Rồi, ra cho Bun nhảy pháp nha.